Đội hình đắt giá nhất AFF Cup 2020. Thủ môn Nadel Aguaguinata 275.000 euro, tương đương 7 tỷ 447 triệu đồng. Hậu vệ Dion Kunz 1 triệu 500.000 euro, tương đương 40 tỷ 622 triệu đồng. Manuel Bier 300.000 euro, tương đương 8 tỷ 124 triệu đồng. Nguyễn Ngọc Hải 300.000 euro, tương đương 8 tỷ 124 triệu đồng. Terathon Humathan 900.000 euro, tương đương 24 tỷ 373 triệu đồng. Tiền vệ Titipan Buanchan 600.000 euro, tương đương 16 tỷ 249 triệu đồng. Safawi Rashid 325.000 euro, tương đương 8 tỷ 801 triệu đồng. Supachok Sarachat 500.000 euro, tương đương 13 tỷ 540 triệu đồng. Chanathip Songkrasi 1 triệu 600.000 euro, tương đương 43 tỷ 330 triệu đồng. Billy Ketkelfonfon 500.000 euro, tương đương 13 tỷ 540 triệu đồng. Tiền đạo Terasin Dangda 600.000 euro, tương đương 16 tỷ 249 triệu đồng.